Xin chào! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 30 câu nói hay đáng suy ngẫm thay đổi cuộc sống của bạn. Những câu nói này không chỉ truyền cảm hứng mà còn giúp chúng ta nhìn nhận và đánh giá cuộc sống một cách tích cực hơn. Hãy cùng bắt đầu nhé! 1. Cuộc sống là hành trình, không phải đích đến. Cuộc sống không chỉ về việc đạt được mục tiêu cuối cùng mà còn về quá trình và những trải nghiệm trên đường đi. Hãy tưởng tượng bạn muốn leo lên đỉnh núi Everest. Mục tiêu cuối cùng là đỉnh núi, nhưng hành trình leo núi, những thử thách và kỷ niệm trên đường đi mới là phần quan trọng nhất. 2. Hãy sống hết mình vì những gì bạn đam mê. Dành thời gian và năng lượng cho những điều bạn thực sự yêu thích. Nếu bạn đam mê hội họa, hãy dành thời gian hàng ngày để vẽ và phát triển kỹ năng của mình. 3. Khó khăn là cơ hội để bạn chứng minh bản thân. Mỗi thử thách là cơ hội để bạn thể hiện khả năng và sự kiên trì của mình. Khi bị từ chối công việc mơ ước, bạn có thể coi đó là cơ hội để học hỏi và cải thiện bản thân để chuẩn bị cho những cơ hội tiếp theo. 4. Thành công không phải là điểm đến, mà là hành trình. Thành công không phải là một mục tiêu cụ thể mà là quá trình bạn trải qua để đạt được những mục tiêu đó. Việc xây dựng một doanh nghiệp thành công không chỉ là đạt được doanh thu cao mà còn là sự phát triển cá nhân, học hỏi và cải thiện không ngừng. 5. Sự kiên nhẫn là chìa khóa của mọi thành công. Thành công đòi hỏi thời gian và sự kiên trì, không thể đạt được trong chốc lát. Một vận động viên marathon phải luyện tập hàng tháng, thậm chí hàng năm để chuẩn bị cho cuộc đua. 6. Cuộc sống là những gì bạn tạo ra. Hãy tạo ra điều tuyệt vời. Bạn có quyền kiểm soát cuộc sống của mình và có thể tạo ra những điều tốt đẹp từ những gì bạn có. Một người từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi ước mơ mở quán cà phê của riêng mình. 7. Hãy lắng nghe nhiều hơn nói. Lắng nghe giúp bạn hiểu người khác và thu thập thông tin tốt hơn. Trong một cuộc họp, thay vì nói liên tục, hãy lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề. 8. Đừng sợ thất bại, hãy sợ không thử. Thất bại là một phần tự nhiên của cuộc sống và học hỏi, nhưng không thử nghĩa là bạn đã tự giới hạn cơ hội của mình. Một nhà khoa học phát hiện ra thuốc mới sau nhiều lần thử nghiệm thất bại. 9. Sự thay đổi bắt đầu từ chính bạn. Muốn thay đổi thế giới xung quanh, bạn cần thay đổi bản thân trước tiên. Nếu bạn muốn sống khỏe mạnh hơn, hãy bắt đầu từ việc thay đổi thói quen ăn uống và tập thể dục hàng ngày của mình. 10. Học từ quá khứ, sống cho hiện tại và hướng tới tương lai. Quá khứ là bài học, hiện tại là thời gian để hành động và tương lai là mục tiêu hướng tới. Sau khi thất bại trong kinh doanh, bạn học từ những sai lầm, tập trung vào công việc hiện tại và lập kế hoạch cho một doanh nghiệp mới trong tương lai. 11. Hạnh phúc không phải là mục tiêu, mà là hành trình. Hạnh phúc đến từ những trải nghiệm và quá trình, không chỉ là đạt được mục tiêu cuối cùng. Niềm vui khi được ở bên gia đình và bạn bè hàng ngày, không chỉ khi đạt được mục tiêu mua nhà mới. 12. Mọi điều vĩ đại đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Những thành công lớn bắt đầu từ những hành động nhỏ và kiên trì. Một doanh nghiệp lớn bắt đầu từ một ý tưởng nhỏ và phát triển dần qua từng bước. 13. Không có đường tắt đến thành công, chỉ có sự cố gắng. Thành công đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì, không có lối tắt. Một nhạc sĩ nổi tiếng phải luyện tập hàng giờ mỗi ngày để trở thành bậc thầy. 14. Hãy biết ơn những gì bạn có, không phải than phiền những gì bạn thiếu. Tập trung vào những điều tốt đẹp bạn có, thay vì so sánh và than phiền về những gì thiếu sót. Thay vì than phiền về công việc hiện tại, hãy biết ơn vì bạn có một công việc ổn định và cơ hội phát triển. 15. Thất bại là mẹ thành công. Thất bại là bước đệm để bạn học hỏi và tiến tới thành công. Thomas Edison thất bại hàng ngàn lần trước khi phát minh ra bóng đèn. 16. Đừng để sự sợ hãi kiểm soát cuộc sống của bạn. Sự sợ hãi có thể ngăn bạn đạt được những điều tuyệt vời. Một người dám từ bỏ công việc ổn định để khởi nghiệp và tìm thấy thành công. 17. Chỉ khi bạn dám mơ ước, bạn mới dám thực hiện. Mơ ước là bước đầu tiên để bạn hành động và biến chúng thành hiện thực. Elon Musk mơ ước về việc khám phá không gian và hiện thực hóa bằng việc thành lập SpaceX. 18. Cuộc sống là một tấm gương. Bạn cười vào nó sẽ cười lại với bạn. Cuộc sống phản ánh cách bạn đối xử với nó. Nếu bạn tích cực, cuộc sống sẽ tích cực lại với bạn. Một người lạc quan và vui vẻ sẽ thu hút những người tích cực và cơ hội tốt. 19. Không ai có thể quay lại và bắt đầu một khởi đầu mới. nhưng mọi người có thể bắt đầu từ bây giờ và tạo ra một kết thúc mới. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể bắt đầu từ hiện tại để thay đổi tương lai. Sau một lần thất bại trong việc kinh doanh, bạn bắt đầu từ đầu và xây dựng một doanh nghiệp mới thành công hơn. 20. Hãy làm việc chăm chỉ, thành công sẽ đến với bạn. Sự nỗ lực và chăm chỉ là yếu tố quan trọng để đạt được thành công. Một sinh viên chăm chỉ học tập sẽ đạt được kết quả tốt và thành công trong sự nghiệp. 21. Thành công không đến từ những gì bạn làm một lần, mà là những gì bạn làm một cách kiên trì. Sự kiên trì và liên tục nỗ lực mới mang lại thành công lâu dài. Một vận động viên phải luyện tập hàng ngày để duy trì phong độ và giành chiến thắng. 22. Hãy tin tưởng vào khả năng của chính mình. Niềm tin vào bản thân là yếu tố quan trọng để vượt qua thử thách và đạt được mục tiêu. Một người tin tưởng vào khả năng của mình và dám đứng ra thuyết trình trước đám đông, dù trước đó rất sợ hãi. 23. Sự lạc quan là nam châm của hạnh phúc. Tâm trạng lạc quan thu hút những điều tích cực và hạnh phúc đến với bạn. Một người luôn giữ tinh thần lạc quan sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. 24. Hãy sống với lòng nhiệt huyết và đam mê. Sống hết mình với những điều bạn yêu thích sẽ mang lại niềm vui và sự thỏa mãn. Một người đam mê âm nhạc sẽ luôn tìm thấy niềm vui khi sáng tác và biểu diễn. 25. Cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn đang bật lên kế hoạch khác. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch của bạn. Hãy sẵn sàng đối mặt với những điều bất ngờ. Một người lên kế hoạch kỹ lưỡng cho kỳ nghỉ nhưng lại gặp mưa lớn. Thay vì thất vọng, họ tận hưởng những trải nghiệm mới. 26. Hãy làm chủ cuộc sống của bạn. Đừng để cuộc sống làm chủ bạn. Bạn cần kiểm soát và định hướng cuộc sống của mình, không để hoàn cảnh quyết định mọi thứ. Một người chủ động học hỏi và phát triển bản thân, không để công việc hay áp lực xã hội chi phối. 27. Không có gì là không thể đối với người biết cố gắng. Sự nỗ lực và kiên trì có thể giúp bạn đạt được bất cứ điều gì. Một người khuyết tật vượt qua mọi trở ngại để trở thành vận động viên Paralympic. 28. Hãy giữ vững niềm tin dù khó khăn đến đâu. Niềm tin là yếu tố quan trọng giúp bạn vượt qua những thử thách khó khăn. Một người tin vào khả năng của mình và không bỏ cuộc dù gặp nhiều thất bại trong kinh doanh. 29. Mọi chuyện đều bắt đầu từ ý nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn quyết định hành động và kết quả của bạn. Một người có tư duy tích cực và sáng tạo sẽ tìm thấy nhiều cơ hội và giải pháp hơn trong cuộc sống. 30. Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn. Trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, không để lãng phí thời gian. Một người dành thời gian cho gia đình và bạn bè, sống hết mình với niềm đam mê và sở thích, không để ngày tháng trôi qua vô nghĩa. Hy vọng rằng những câu nói trên sẽ giúp bạn nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn, truyền cảm hứng và động lực để bạn tiếp tục hành trình của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy chia sẻ video này để lan tỏa những thông điệp ý nghĩa nhé!